Xin chào các bạn đã quay trở lại với S-Channel và chúng ta đang cùng nhau đến với chuyên mục S-Update. Ngày 5 tháng 8 tới đây thì Samsung sẽ chính thức cho ra mắt dòng Galaxy Note mới của mình. Và năm nay, theo nhiều tin đồn thì chúng ta sẽ có tên gọi cho cả series là Samsung Galaxy Note 20. Thế nhưng còn một điều nữa mà lần đầu tiên chúng ta thấy, đó chính là trong cùng một dòng flagship chúng ta sẽ có sự khác biệt rất lớn giữa các phiên bản. Và đó sẽ là những sự khác biệt gì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua S-Update ngày hôm nay. Đầu tiên, chắc chắn là chúng ta sẽ đều quan tâm nhất đó chính là đến những mức giá. Thì hệ thống cửa hàng Seven S thì cũng đang cho đặt cạch từ ngày hôm nay đến hết ngày 5 tháng 8. Đây có thể coi là một trong những cái chương trình tập trung mà các fan của dòng Note khi mà tính đến thời điểm này thì chúng ta vẫn chưa có một cái tên gọi hay là giá bán chính thức. Thì tuy nhiên cũng nhờ chương trình này là chúng ta sẽ biết được ở Việt Nam sẽ có những phiên bản nào và mức giá dự kiến sẽ ra sao. Thì theo thông tin mà mình có được thì Samsung sẽ tung ra 3 phiên bản ở thị trường Việt Nam. Đầu tiên sẽ là với phiên bản tiêu chuẩn, chúng ta sẽ có mức giá là 24.990.000 đồng. Với bản Ultra được kết nối mạng 4G sẽ là 30.990.000 đồng. Và một bản đặc biệt nữa đó chính là phiên bản Galaxy Note 20 Ultra kết nối mạng 5G sẽ có giá trị lên đến là 33.990.000 đồng. Tuy nhiên thì đây là những mức giá bán mà kèm theo nhiều phần quà giá trị nữa. Ở CMOS thì theo mình tham khảo thì quà lên đến là 6 triệu đồng mà các bạn hoàn toàn có thể trừ quà đi và chúng ta mua máy không thì sẽ có những mức giá có thể coi là hợp lý hơn. Bỏ qua vấn đề 5G thì có lẽ là ở Việt Nam chúng ta sẽ chỉ có phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản Ultra kết nối mạng 4G mà thôi. Thế nhưng cũng không quan trọng lắm, đi vào những cái điểm chi tiết hơn. Về ngoại hình thì Note 20 tiêu chuẩn sẽ có kích thước màn hình là 6,7 inch và chúng ta sẽ chỉ có hỗ trợ tần số quét là 60Hz mà thôi. Độ phân giải của nó thì sẽ là 2400x1080. Trong khi đó thì Note 20 Ultra chúng ta sẽ có một cái sự khác biệt với một cái màn hình lớn hơn là 6,7 inch. Độ phân giải là 3400x1440 và tần số quét thì cũng được nâng cấp lên đến là 120Hz. Về phiên bản Ultra cao cấp hơn thì cũng sẽ được trang bị thêm nữa, đó chính là kính cường lực Gorilla Glass thế hệ thứ 7. Đây được coi là một cái hệ kính cường lực mới và nó được nâng cấp cả ở khả năng chống chảy xước cũng như là chống va đập. Thêm một cái thông tin nữa mà mình nghĩ rằng là sẽ khiến cho cái khoảng cách khác biệt giữa hai phiên bản này lớn hơn rất là nhiều, đó chính là về vật liệu thiết kế. Tính đến thời điểm này thì theo nhiều những cái tin đồn mà mình thu thập được thì Note 20 sẽ chỉ có mặt lưng bằng nhựa thay vì kính như là cả hai phiên bản ở các năm trước. Mình nghĩ là đây là một cái điểm khá là thiệt thòi và khiến cho người dùng và đặc biệt là fan của dòng Note sẽ phải cân nhắc thêm rất là nhiều khi mà lựa chọn giữa phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản Ultra. Về phần mặt sau thì chúng ta sẽ có thiết kế cụm camera của Note 20 tiêu chuẩn khá là giống với cả Note 20 Ultra. Thế nhưng mà điểm khác biệt thì là trên Note 20 tiêu chuẩn chúng ta sẽ không có được trang bị hệ thống lấy nét bằng laser thế hệ mới và Samsung cũng đã thay đổi luôn cả cảm biến 108MP xuống còn chỉ là cảm biến camera chính 12MP mà thôi, giống như là trên chiếc S20 ở năm ngoái. Còn camera tele của Note 20 thì cũng chỉ có khả năng zoom quang là 3x và kỹ thuật số là 30x. Còn trên Note 20 Ultra chúng ta sẽ có đến 3 camera mặt lưng và bao gồm là cảm biến chính 108MP xịn sò nhất bây giờ, camera góc siêu rộng 12MP và camera tele là 13MP. Cùng với đó là chúng ta cũng sẽ có khả năng lấy nét bằng laser này, cùng khả năng zoom quang lên đến là 5x và zoom kỹ thuật số là 5x. Thì các bạn đã đủ thấy là sự khác biệt giữa hai phiên bản này rồi. Còn về mặt cấu hình thì theo nhiều nguồn tin mà mình thu thập được, chúng ta sẽ có Galaxy Note 20 Ultra sở hữu cho mình con chip Snapdragon 865 Plus của Qualcomm và đặc biệt là phiên bản Exynos là Exynos 990. Theo Geekbench thì máy sẽ đạt được 928 điểm ở mục hiệu năng đơn nhân và 2721 điểm ở phần hiệu năng đa nhân. Trước đây thì chúng ta đã nói rất là nhiều về sự khoảng cách và sự khác biệt giữa chip Snapdragon và chip Exynos rồi. Thì thậm chí là đã có rất là nhiều đơn yêu cầu Samsung là họ phải cải thiện lại hiệu năng trên chip Exynos 990 để có thể đạt được và sánh ngang với phiên bản chip Snapdragon 865 Plus. Thì Samsung đã cân nhắc và họ cũng đã nâng cấp cũng như là lên kế hoạch về bản cải thiện hiệu năng cho chip Exynos 990. Dưới phiên bản này thì có vẻ là được cải thiện thêm về quản lý nhiệt độ, chạy mát hơn và cũng như là cho hiệu suất tốt hơn. Một điểm thay đổi nữa cũng đáng kể trong năm nay và mình nghĩ đây là có một cái điểm đặc trưng nhất của dòng Note, đó chính là liên quan đến chiếc bút S Pen. Năm nay thì Samsung họ cũng đã quyết định là sẽ nâng cấp và tận dụng thêm về cái con quay hồi chuyển trong chiếc bút S Pen đã được giới thiệu với cái tính năng e-action ở năm ngoái. Và năm nay chúng ta sẽ được nâng cấp thêm một tính năng mới tạm dự kiến bây giờ nhé. Nó tên là S Pointer. Thì liên quan đến chiếc bút này, qua những cái video được leak ra thì chúng ta sẽ biết rằng là khi mà được kích hoạt thì chiếc bút S Pen nó sẽ biến đổi như là một cái que, một cái con trỏ laser đấy, được áp dụng trong những cái bài thuyết trình của chúng ta. Thì tính năng mới này dự kiến sẽ đi kèm hàng loạt với những cái thiết lập mới và người dùng thì cũng có thể tự điều chỉnh rất nhiều thứ như là với màu sắc này, thay đổi kích cỡ này hoặc là hiệu ứng của cái phần con trỏ laser nữa. Và cái bút S Pen này thì cũng là nơi một lần nữa chứng kiến sự khác biệt giữa phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản Ultra.
Vì theo một số những cái thông tin rò rỉ ra cho đến thời điểm này thì độ trễ trên S Pen của Note 20 sẽ là phiên bản hạ cấp hơn, lên đến là 26 mili giây, còn ở trên Note 20 Ultra sẽ là 9 mili giây. Trên đây là những thông tin mà mình tổng hợp được cho đến thời điểm này về dòng Galaxy Note mới của Samsung. Các bạn thấy sao? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới. Các bạn nghĩ rằng là một chiếc điện thoại với mức giá 25 triệu nhưng lại có mặt lưng bằng nhựa thì nó có xứng đáng hay không? Cũng hãy để lại cảm nhận ở phía bên dưới cho bọn mình. Còn bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc S Update ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau.